Em chào cả nhà nhá. Hôm nay em đi bán vải ngọt. Đấy. Quả nó không đỏ đâu cả nhà. Mã nó không đỏ rực. Đấy, nó chỉ hồng mã mây thôi nhá cả nhà nhá. Đây nó bị nắng chói. Đấy. Đấy nắng chói nó nhìn nó không được đỏ nhá. Đấy. Nó nhìn hồng mã mây cả nhà. Quả sạch sẽ nha cả nhà nha, quả rất sạch sẽ. Đấy nắng chói này. Đấy, thấy chưa cả nhà? Đấy, nó hồng mã mây nha cả nhà nha. Rồi em chào cả nhà, em đi chợ. Em bán xong rồi nha cả nhà nha. Em bán điểm anh Hải giá 17 đây. Hôm nay vải nói chung là nó thụt hơn hôm qua. Lúc sáng sớm vẫn được 22 nhưng mà đến tầm này không được. Em xuống tắc đường nhá cả nhà nhá, bán có giá 17 thôi. Đây ở trên này hàng nó còn rất đông. Nhưng khu dưới này đủ hàng. Đây đủ hàng. Em đi hơi muộn nhỉ. Đi hơi muộn, không được giá. Nói chung là 17 cũng được rồi. Em sẽ hỏi những cái sọt đẹp đẹp này. Đấy, quả sạch. Quả anh lắm anh ơi. 17. Nay đi xuống muộn quá. Biết thì bán ở trên kia. Xuống phát. Đủ rồi, không được, mình đi muộn quá. Đây nó vẫn 2223 mà nhưng mà nó muộn không được. Đây cả nhà nhá. Xuống muộn cái giá 17. Lúc sớm giá vẫn 22. 2223. Đây cả nhà cứ bảo là cập nhật giá thì cập nhật như thế nào được. Lúc sớm thì một giá, chưa đông hàng cái một giá. Đấy. Giá cả nó như thế cả nhà nhá, nó không chuẩn được giá đâu. Giá là do mình làm. Đấy. Hôm nay cân rất ít ở trong này ra vải đẹp, giá rẻ đấy. Tầm này 14 15 mà nhiều. Đây vải đẹp ở trong này ra nhá. 14 15. Cái vải ngọt đây làm lâu rồi nhà, làm lá lâu lắm. Làm lâu nên nó không ấy được. Gần thông đường rồi nhà, gần thông đường rồi nhưng mà giá hôm nay chắc không được như hôm qua. Xem lên điểm năng để xem là họ lấy giá như thế nào. Hai điểm ở dưới kia là giá như vậy. Của anh bao nhiêu? Của anh bao nhiêu? 2 đồng. Điểm này lấy được giá hơn rồi nhỉ, 20 nhưng mà vào trong thì không biết thế nào. Cô chị bán bao nhiêu? Cô chị được bao nhiêu? Bán 17, cái hàng này bao nhiêu? Đây lại cái sọt vải kiểu như này. Thế này đó lại cho chị xem cái hàng này thế nào. Ôi chị được 14 chai nước, nhập hồ chị mới. Nhập hồ chai nước mới. Thế này. Có cả cái hàng này bao nhiêu rồi? Anh bán bao nhiêu?
đây cả nhà 20 quay đầu, tầm 20. Hồ này đẹp đẹp, không biết hai mấy. Đây cả nhà, giá không bằng hôm qua nhá, hôm qua thì vẫn có 24, hôm nay không có rồi. Đường sắp thông rồi, đây điểm này lấy nó ùn. Đây là khu này là ở trong chỗ làng chay ra, của anh hai mấy? 19. Không sớm có được hai mấy. Đến 12. Ở gần đây em chạy ra được mấy chuyến? Đi hai vợ chồng làm sáng giờ cũng được chuyến này quá. Một giờ. Cái bài buồn làm khó rồi, khó làm lao khó. Lớp thứ rồi. 19 nha cả nhà. Rồi em chào cả nhà nhá. Giá thì tầm đấy rồi, tụt rồi. 14 đến 18 rồi. 20 thì toàn người quen cả nhà. Người quen họ bán quen đấy thì được. Còn mình không quen thì chỉ được 16, 17 đấy. Còn người quen họ vẫn được 20. Đây cả nhà nhá. Người ta có người gọi là người quen, gọi là anh em ghi phiếu ấy cả nhà. Họ vẫn ưu tiên. Này. Anh em người ta ghi phiếu ấy, họ vẫn ưu tiên nhá, nhá nhá. Nó sẽ được thêm mấy giá. Như là một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nó họ là như vậy. Mình không quen thì giá cả vải của mình nó sẽ thấp hơn một vài lẻ nhá cả nhà nhá. Có khi là họ đủ hàng, họ ưu tiên lấy hàng anh em. Những cái hàng của mình thô từ xa đến là họ sẽ không lấy. Cả nhà lưu ý là bán vải đẹp qua những cái điểm này là cả nhà lưu ý. Đấy, em cũng khuyên như mọi hôm ấy, em khuyên cả nhà ấy, có những cái điểm nào gần nhà mình ấy, cứ bán 17, 18 là cả nhà bán nhá. Đấy, hôm qua lấy nó rơi vào 18, 2 đến 24 đấy, 24 đổ về nhưng mà tầm này là không được nhá cả nhà nhá. Nó cũng rất khó. Đấy. Hôm nay thiếu hàng ấy, họ có thể vẫn lấy giá cũ nhưng mà nó dư hàng ấy, họ sẽ lấy giảm xuống. Đấy cả nhà nếu mà có điểm nào mà 18, 19 không bán đấy thì đến tầm này ấy, hồ cũng đây đấy, chỉ được 16.000 thôi, 15.000 thôi. Đấy cả nhà nhá, cả nhà lưu ý. Đấy. Đấy, cái thồ này nó cái mã nó như sọt của em này. Đấy. Nó chỉ được hồng mã mây thôi, còn nó không lên được lên mã đỏ nhé cả nhà nhé. Nó không lên được mã đỏ. Mấy tấn không? Đây cả nhà, hồng mã mây nhá. Hồng mã mây sọt như của em. Hai mấy bao nhiêu? 18 chén á, 17 thôi. 20 chén bán muộn.
Hải Lăng mới trả 18 hồ nhưng mà đông lắm. Đông quá bây giờ trời đéo rồi. Đi vào đấy con khéo con bị hà. Con lo cả bị hà 22-20 ơi. Ăn được đâu. Bảy nha cả nhà nha, đây mã nó y như của em, quả bán nó y như vậy nha, nhưng mà cái mã của mình nó như vậy thì nó mới được lâu cả nhà. Còn các bác tầm này đỏ đẹp ấy thì khoảng là tầm tầm 5 ngày đến 1 tuần nữa là xuống mã hết cả nhà, nó sẽ xuống mã hết. Rồi em chào cả nhà nhé.